Xin chào mọi người, nhất là những nàng Ất Sửu sinh năm 1985, bạn Hạ Trung Kim, một trong những cái tuổi mà người ta nói là làm như trâu ha, nhưng mà đều có một cái là Sửu rồi lại mang mệnh Kim nữa, cho nên là có những cái rắc rối trúc trắc trục trặc không nhỏ trong cuộc sống. Vốn dĩ là những người và thánh chân đặc biệt là sòng phẳng, mượn ai một đồng thì trả một đồng, nhưng mà ai mượn mình một đồng thì cũng đòi đúng nghĩa, chứ còn không có cái chuyện mà lấp liếm qua lại được. Thì đầu tiên hết á, thì đây là video anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các nàng. Các nàng năm nay có cái vẻ bề ngoài của cái năm có những cái sao hạn tương đối tốt, tuy nhiên là xét về nội tại, xét về những bên sâu bên trong thì thật sự không tốt. Nhất là cái vận niên của 6 tháng đầu năm Mậu Tuất của các nàng thì cực kỳ là thiếu may mắn, cho nên là các nàng phải cần cẩn thận. Thì đầu tiên hết á, thì các nàng là mang mệnh là Hải Trung Kim, gặp năm Bình Địa Mộc là tương khắc Kim khắc Mộc, mà Kim của các nàng là nằm ở dưới biển, khắc Mộc nó cũng gây ra một số vấn đề về sức khỏe, một chút khó khăn về bổn mạng. Sao thì năm nay các nàng gặp sao Thái Dương, mà cái ngôi sao mà sao Thái Dương nó là một cái tinh quân tốt, đem lại may mắn danh lộc cho cái người mà thọ nó. Hạn thì gặp Địa Võng, nhiều việc lo lắng âu lo. Vận niên là Dương Hồi Ngạn, tức là dê về suối đó, dê uống nước mà ngon lành ha. Thiên can Ất gặp Mậu thì khắc xuất bình thường. Địa chi Sửu gặp năm Tuất là tam hình xấu, Sửu Tuất mà, Thìn Tuất Sửu Tuất Sửu nữa, còn có thể nói là lục xung, đem lại rất là nhiều điều khó khăn trong gia đạo. Như vậy nhìn chung cái mặt ở bên ngoài thì có thể nói là bổn mạng của năm nay tương đối không có ngon lành. Gặp địa chi mà gặp vào lục xung tam hình thì khó có mà gia đạo yên ổn. Tuy nhiên sao hạn gặp sao Thái Dương, vận niên gặp Dương Hồi Ngạn thì cũng có một cái gì đó tốt đẹp đem đến cho các nàng. Thử xem coi sự nghiệp và công danh của năm 2018 Mậu Tuất đối với các nàng như thế nào. Thì các nàng năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mạng, rất có lợi cho công việc làm ăn, toan tính thì dễ thành, có khó khăn thì cũng có cái người giúp đỡ để vượt qua. Sao Thái Dương thì rất không may nó thuộc hành hỏa, mà nó cực mạnh. Đối với các nàng mà Hải Trung Kim tức là hỏa khắc kim, nhưng may cho các nàng là kim của các nàng nằm ở dưới đáy biển, cho nên là nó bị nước bao bọc, cho nên là không bị cái sao Thái Dương này đốt quá nhiều. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nó cũng không có lợi cho người mệnh kim, cho nên là nó sẽ không hoàn toàn tốt đẹp như là mong muốn của các người khác mà mang sao Thái Dương. Trong may thì có rủi, thành quả chắc chắn năm nay sẽ tạo được nhiều, nhưng mà khó bảo toàn nguyên vẹn lắm. Năm nay làm thì có việc có tiền, nhưng mà không thấy, không biết nó đi đâu á, chi tiêu cái này cái kia nó mất hết ha. Cái đó là một cái chung của cái sao Thái Dương đối với cái người mệnh kim. Hạn thì gặp Địa Võng, tâm tư vướng bận lo âu, tình cảm có nhiều biến động cho đến công việc làm ăn dễ sinh rối rắm, phải ưu tư nhiều, đặc biệt mà về phần tình cảm gia đạo. Vận niên Dương Hồi Ngạn là tương đối ấm êm, cuộc sống không có gì quá vất vả, tinh thần được gọi là thoải mái. Tuy nhiên vận niên này không mấy phù hợp với các nàng có cái công việc dễ bị gián đoạn, do đó khó tạo được thành quả to lớn. Dù sao đây cũng là năm mà sự nghiệp có phần thăng tiến, thì nhờ cái sao Thái Dương ha, nó có khó khăn, nó có túc trắc đó, nhưng mà sự nghiệp mà nếu như mà các nàng làm ở cái chỗ ấy thì dễ được thăng chức mà tăng tiền lương. Về tứ trụ thì năm 2018 này với thiên thắng thì công danh tài lộc dễ có phần thăng tiến, dù có vài cái trở ngại vẫn vượt qua một cách dễ dàng. Mưu sự thường gặp trở ngại ban đầu, về sau thì thuận lợi, người ta gọi là tiền hung hậu kiếp.
Tuy nhiên với địa hòa thì gia đình tình cảm không có vấn đề gì to tát, cũng không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống gia đạo, cuộc sống của các nàng. Rõ ràng là thiên thắng và địa hòa về tứ trụ là một cái điều rất là tốt, giúp cho các nàng có vững vàng để vượt qua những cái khó khăn có thể là nằm ở bên trong cái tử vi. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng mặt ngũ hành mà để lần giải, can mậu của năm Mậu Tuất năm nay thì là thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa sẽ vượng. Đối với các nàng mà mạng kim gặp năm hỏa vượng sẽ có phần bất lợi, đặc biệt là đối với người tuổi tuổi Tuất nữ mạng mà gặp cái tháng mà hai cái tháng mà Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi, tức là tháng 5, tháng 6 âm lịch đó, là cực kỳ khó chịu, đặc biệt là tháng Kỷ Mùi. Tại vì lúc đó hỏa của năm nay Mậu Tuất nó rất vượng, đặc biệt Kỷ Mùi nó rất là kỵ với lại người Ất Sửu, cho nên đó là hỏa vượng sẽ rất bất lợi. Tuy nhiên sao vận khá tốt, nếu đừng quá tham cầu, chỉ làm các việc mà quen thuộc ha, đừng có đầu tư cái gì lớn ở bên ngoài, thì cuộc sống vẫn có cái phần thăng tiến nhất định ha, tương đối an nhàn từ tài lộc cho đến gia đình. Có thể nói đây là một năm khá tốt về tài lộc, nhưng cũng bên cạnh đó nó cũng đem theo nhiều cái hung hiểm, do là cái sao hạn thì quá tốt, nhưng mà nó tốt quá, cái gì mà nó nhiều quá, nó tốt quá thì nó cũng không có lợi cho bản thân mình. Các nàng cần để ý. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đi vào vượng địa có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời thì nó có sẽ ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đây là cái giai đoạn đại hạn 10 năm, tức là từ 34 năm 43 tuổi. Công danh tài lộc á, thì thay đổi thất thường, tình cảm gia đạo cũng có nhiều biến động không vui. Tiểu hạn năm Mậu Tuất là vượng địa, hy vọng có ảnh hưởng tốt sẽ làm cái xấu của đại hạn nó bớt xấu đi, sự nghiệp có cơ may thăng tiến. Như vậy là rõ ràng là năm nay tuy đang ở trong cái giai đoạn 10 năm đi xuống, nhưng mà năm nay là năm tốt, cho nên là hy vọng là nó sẽ bẻ được cái việc đi xuống của chúng ta lên một chút. Nhập hạn thì có thiên việc nè, phượng cát, đặc biệt là giải thần, đây là các phúc tinh ha, đem lại sự may mắn. Chắc chắn trong công việc sẽ có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời cũng có thể ngăn chặn những cái tai nạn nhỏ mà xảy đến với mình trong năm nay, đặc biệt là cái năm mà chúng ta khắc kim khắc mộc này ha. Tuy nhiên với đại tiểu hao đóng ở hạn thì chắc chắn năm nay là rất là hao tốn tiền bạc, dễ bị lừa gạt, tiêu hao vô cớ. Không nên nghe lời người hám lợi lớn mà bỏ vốn ra làm ăn ở những cái việc phi pháp, sẽ chắc chắn mất trắng, thua lỗ ha. Tử vi thì có thái tế nè, đà la, phá toái, thì ba cái tinh quân này á, thường nó đem lại rối rắm bất an, nên chú ý đến công việc, chu toàn trách nhiệm hơn là ngồi đó mà nhìn người khác rồi nói này nói kia. Chắc chắn là đừng có vì cái công việc ở đây mà thấy nó kiếm 3 đồng mà thấy chỗ khác nó kiếm được 5 đồng mà bỏ chạy theo, thì phải gánh lấy thất bại lo. Rồi còn cái cung mệnh á, thì có thêm là phúc đức này, thiên đức, có hai cả cái này á, thì sẽ giúp vượt qua trở ngại, nhiều điều tốt lành sẽ tự tìm đến các nàng. Tử vi thì có tử vượng sinh, nếu như mà những cái tinh quân này nằm ở trong cái cung mệnh á, thì chúng ta không làm việc gọi là phi pháp, không làm việc mà không ngay thẳng á, thì dù có ngoại duyên xấu vẫn không hại được các nàng ha. Nếu các nàng đang làm việc mà ở trong công sở, làm ở trong quan vận ha và giấy tờ á, thì năm nay sẽ có thành quả rất là tốt. Năm nay á, thì đặc biệt là đừng có nghe lời người mà lơ là trách nhiệm, sẽ có hung họa đi ở bên sau. Còn các nàng mà thuộc dạng mà kinh doanh tự do á, thì năm nay ha, đừng bị nghe người ta đem miếng bánh ngọt quá lớn đem đến mình ăn ha. Miếng bánh nào quá lớn ăn sẽ mắc nghẹn.
coi chừng bị gạt. Năm nay Thái Dương á, tuy tốt, cái sao Thái Dương á, thì tốt cho các công việc làm ăn, nhưng lại quá mạnh gây ảnh hưởng xấu đến tài lộc của các nàng. Vì đây lý do một điều này đã nói ở trên rồi, thì nó Thái Dương nó hành hỏa mà, các nàng hành kim, dù là kim nằm ở dưới đáy biển đi nữa thì hỏa nó quá mạnh thì nó cũng sẽ tạo ra cái sự nóng nảy cho mình và dễ sinh thất thoát tiền tài. Đừng nghĩ lại rằng món lợi lớn thì nó sẽ đi theo ở bên sau là một cái ẩn chứa những cái tai họa khó lường. Cho nên nếu là các nàng thì năm nay anh sẽ đặc biệt cẩn thận ha. Cung tài bạch á, thì có hóa khoa nè, hóa lộc ha, hóa quyền, cho nên nó có cả ba cái tinh quân này ở trong cung tài bạch á. Công việc làm ăn rất là thăng tiến, được tin cậy và uy tín tăng, tiền bạc tương đối dễ dàng. Tuy nhiên á, là cũng trong cung tài bạch này có cả thái tuế đại tiểu hao, cho nên là người ta nói thái tuế nhập hạn không nạn cũng tai, còn cái này thái tuế nhập cung tài bạch thì chắc chắn nó đem lại những điều hao mà nó đi trước cả tiểu và đại hao nữa, cho nên là cẩn thận đề phòng cái tiểu nhân trộm cắp lừa gạt. Dù sao đi nữa thì rõ ràng năm nay với cái sức mạnh của cái sao Thái Dương, cái sự ảnh hưởng tốt của sao Thái Dương cũng như là những cái tinh quân bên trong, thì về việc công danh tài lộc của các em các nàng thì năm nay vẫn có những thành công nhất định. Tuy nhiên sẽ cũng có những cái hao tốn từ vì đại tiểu hao đi chung trong cung tài bạch ha. Nhưng mà có thể là đại tiểu hao chung tài bạch này là để đầu tư lại, chứ không phải là chúng ta đầu số tiền ra không có mục đích. Chúng ta sẽ có tốn tài nhưng mà cố gắng làm sao đây là cái chuyện tốn tài đầu tư có chủ đích, đừng để thất thoát nhiều. Và đặc biệt là đừng bao giờ để những cái chuyện mà hao tốn đầu tư rơi vào tháng Kỷ Mùi, tức là tháng 6 âm lịch. Thì tại sao như vậy thì lát nữa vào cái phần mà vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 anh sẽ nói lý do, tại vì lúc đó sẽ xét kỹ là tại sao mà mình không nên đầu tư vào thôi đó. Về mặt tình cảm và gia đạo, năm nay 2018 công việc làm ăn thuận lợi đáng kể, từ đó cuộc sống sẽ đem lại nhiều niềm vui. Lý do làm sao đúng không, chúng ta làm ăn có tiền chắc chắn là sẽ vui vẻ với chồng con đồ này kia thì rất là ok. Tại vì vốn dĩ của các nàng là người cực kỳ sòng phẳng, trong những cái clip mà về tử vi trọn đời anh đã nói rồi. Cho nên là có nhiều tiền thì các nàng sẽ thoải mái hơn một tí, ít xiết của chồng lại thì mọi việc nó sẽ ok hơn, gia đạo nó sẽ vui vẻ hơn. Với tam hợp nè, hồng đào hỷ quy tụ, gia đình có tin vui về con cái, thậm chí là có sanh ra vợ chồng hạnh phúc, có nhiều cơ hội mà vui chơi. Bên cạnh các tinh quân tốt á, thì cũng có những cái phá tinh hội chiếu, cho nên các nàng nên khéo léo trong cư xử, trong lời ăn tiếng nói, nhất là vấn đề liên quan đến tiền bạc ở cái việc vợ chồng. Thì các nàng này thì đưa vô thì dễ, nhưng lấy ra rất là khó, không? Quá sòng phẳng cho nên là sẽ làm cho cái gia đạo không có được vui vẻ. Cho nên là năm nay nên khéo léo một tí xíu ha. Quan hệ bạn bè á, thì chỉ có lợi với những người lớn tuổi thôi. Các nàng năm nay dễ bị ganh ghét bởi những người đồng trang lứa hoặc nhỏ hơn mình. Để đề phòng có kẻ phản bội, nói xấu gây xáo trộn cho cái gia đạo của các bạn. Với đào lưu hạn, mặc dù là ở tuổi này thì đa phần các nàng đã có chồng con rồi, có gia đình rồi, nhưng mà các nàng vẫn được người để ý ha, mà đặc biệt là người nhỏ tuổi nữa theo đuổi, nên cẩn thận trong giao tiếp để mất công là ảnh hưởng đến gia đạo. Còn đối với các nàng mà chưa lập gia đình á, cuộc sống có nhiều cái vui vẻ, tình cảm vượng phát. Dĩ nhiên bạn bè sẽ có những người này nói ra nói vô, nhưng mà năm nay á, các nàng có nhiều cái liên hệ với năm phái mặc tình mà lựa chọn. Nếu mà tiến hành góp gạo thổi cơm chung ở năm nay thì cũng không có gì là kiêng kỵ đâu, tùy vào cái tuổi của người nam mà thôi. Như vậy là mà thấy rằng tình cảm của năm nay cũng không có gì là quá lớn lao so với cái tổng thể của cả năm là Sửu gặp Tuất là lục xung tam hình, đem lại nhiều cái rối rắm về tình cảm gia đạo. Nhưng mà xét chung bên trong thì cũng thấy không đến nỗi nào. Có thể là nó sẽ ảnh hưởng vào những cái tháng xấu thôi, còn những cái tháng tốt mà được tương sinh mệnh hay này kia thì chúng ta cũng sẽ rất là ok.
Còn về phương diện sức khỏe thì năm 2018 sức khỏe khá không tốt do gặp năm tương khắc bản mệnh, kim khắc mộc. Tuy nhiên cũng dễ dàng vượt qua nếu có bệnh nạn. Cần biết và phân phối sức khỏe nghỉ ngơi sẽ dễ dàng hồi phục. Năm nay thì đi xa nhớ cẩn thận, bổn mạng vững vàng, không có chuyện gì xảy đến đâu, dù là năm tương khắc bản mệnh. Rõ ràng là có những cái điều mà tín hiệu rất là tích cực trong cái những cái tử vi của năm nay đối với tuổi của các nàng. Tuy nhiên là như đã nói ha, cái sao Thái Dương tốt đó, nhưng tốt quá nó cũng sẽ có những cái phản ứng ngược, mà nó là như đã nói thì nó là hành hỏa, trong khi các nàng là hành kim thì chắc chắn nó sẽ đem lại những cái hung họa hơi khó lường, thậm chí là còn nhờ cái phúc của các nàng là chính. Các nàng thì bớt sòng phẳng lại một tí, khéo léo một chút trong gia đạo thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Dù rằng là gặp năm lục xung về địa chi thì gia đạo khó yên, nhưng mà cũng không quá lớn lao, các nàng vẫn có thể giải quyết được. Thì anh có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm tuổi của các nàng đối với cái năm này Mậu Tuất này. Thì các nàng đã trải qua cái tháng Giêng rồi, thì tháng Giêng là một tháng Giáp Dần. Mệnh thì các nàng là mệnh kim, kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt, có thể những cái bị những cái bệnh vặt vặt ha. Thiên can giáp ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp hành mộc, ất hành mộc là đồng hàng, cho nên công việc cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Địa chi Dần Sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp gì nhau. Như vậy là trải qua tháng Giêng vừa rồi thì ngoài cái chuyện sinh xuất bản mệnh thì bản mệnh có một chút đôi chút khó khăn một tí xíu, nhưng mà rõ ràng nó không quá nặng nề, cũng gần như là tháng Giêng vừa rồi là không có gì mà to lớn đối với các nàng. Công việc cũng vậy, mà gia đạo thì cũng không quá xung khắc, chỉ là gia chạm nhỏ. Đặc biệt là cái mệnh thì có sinh xuất đó, nhưng mà sinh xuất còn đỡ hơn là bị tương khắc ha. Đang tới tháng 2 là một tháng Ất Mão, tháng này cũng là tháng Thủy. Hôm nay đã là ngày 19 rồi. Mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt, nhưng mà nó không quá ấy đâu. Thiên can Ất thì đồng hàng, may mắn thuận lợi, cùng hành mộc mà. Mão với Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc về nhau hết, đó là địa chi. Như vậy thì tháng 2 thì tức là đã trải qua được hơn 2/3 tháng rồi, thì các nàng cũng đã thấy thì mọi chuyện bản mệnh nó cũng trục trặc tí xíu thôi, không có quá lớn lao. Công việc thì đồng hàng, có thể nói là công việc không có việc gì, thậm chí là có sự vui vẻ trong công việc, thấy hăng say hơn để làm việc. Mão với Sửu thì cũng bình hòa tự chủ, cho nên là gia đạo không có việc gì quá lớn lao, thậm chí các nàng có một chút vui vẻ, ok hơn. Rồi sắp tới là tháng 3, tháng Bính Thìn. Tháng này thì chắc là bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 dương lịch. Thì tháng này là tháng Thổ, như vậy là mệnh nè, Thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Khi bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân ở bên trong, tinh quân tốt ở bên trong mạng của chúng ta, ở bên tử vi chúng ta sẽ được phát huy, ví dụ hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc. Thiên can Bính Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thuộc hành hỏa, Ất thuộc hành mộc, coi như là tương sinh. Như vậy là rõ ràng là được tương sinh thêm bản mệnh nữa, tốt. Địa chi Thìn Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi. Thìn Sửu là thuộc tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu, Thìn Sửu thì bị tự hình, cho nên là tháng 3 là tháng khó tránh khỏi mà gia đạo không yên, tại vì nằm trong tứ hành xung. Nhưng mà cái việc xung khắc này nó không quá lớn ha. Chúng ta lại được tương sinh bản mệnh là các tinh quân của các nàng nó tốt rồi. Gặp bính Ất không xung là được tương hợp về nạp âm ngũ hành, cho nên cái việc mà địa chi Thìn Sửu mà có khó khăn, gia đạo không yên, nó cũng không quá lớn
công việc mà các nàng mà có tiền là các nàng vui vẻ, đâu có về gây gổ với gia đạo đâu, thì chắc là sẽ không có việc gì quá lớn lao cho các nàng. Nhưng mà nếu là các nàng thì anh cũng phần cần để ý những cái việc trong gia đạo của mình ha, chứ không là cái mối lửa mà nó âm ỉ sau này nó bùng cháy nó sẽ khó gỡ. Rồi tháng tiếp theo đó là tháng 4 âm lịch, tháng này là tháng Đinh Tỵ, một tháng thổ tiếp. Như vậy mệnh chúng ta cũng được tương sinh, thổ sinh kim, bản mệnh tương sinh tháng ha, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Thiên can đinh ất à, không xung không hợp ha, là trạng thái cân bằng tự chủ. Đinh thì hành hỏa, ất thì hành mộc, cũng được tương sinh như là tháng 3. Như vậy là công việc của tháng này cũng có dễ sinh tài lộc ha, đem lại lợi ích cho các nàng. Đặc biệt tháng này địa chi có Tỵ Dậu Sửu là một cái tháng gọi là tam hợp, mà tam hợp thì nó còn hóa giải được tam tai chứ đừng nói là cái việc gì khác. Cho nên mà phải nói rằng tháng 4 có thể nói là tháng tốt nhất của các nàng. Vì sao? Vì bản mệnh được thổ sinh kim thì các tinh quân tốt nó được chiếu sáng. Đinh ất thì là về nạp âm ngũ hành là tương hợp, tạo ra nhiều cái tài lộc trong công việc. Tỵ Dậu Sửu là nhóm tam hợp nữa thì nó đem đến nhiều may mắn. Tinh quân tốt được sáng nè, là thiên can thì được tương hợp, rồi địa chi là được cái. Cho nên nếu là các nàng, anh sẽ để những cái việc mà sinh ra tài lộc lớn hoặc là những cái việc quan trọng nằm ở trong tháng Đinh Tỵ này mà giải quyết, nó sẽ rất là tốt cho các nàng. À, tiếp theo là tháng Mậu Ngọ, tháng hỏa. Tháng này là tháng Thiên Thượng Hỏa. Đây là tháng anh đã nói ở đầu là hai cái tháng mà bản lề sẽ đem về nhiều điều khá không tốt cho sức khỏe của các nàng. Rồi là hả, nhiều cái khác nữa. Năm nay là năm hỏa vượng, năm mộc mà gặp tháng hỏa là nó đã cháy nhiều rồi. Gặp năm hỏa vượng, tháng này là tháng Thiên Thượng Hỏa, cho nên hỏa rất là kinh khủng. Bản mệnh là hỏa nó khắc kim, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng xấu, cẩn thận tai nạn ha. Rồi thiên can Mậu ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ Mậu thuộc hành thổ, chữ ất thuộc hành mộc, như vậy là mộc khắc thổ. Thiên can cũng gọi là một về nạp âm ngũ hành là tương khắc, như vậy đó có là nhiều điều không tốt rồi ha. Hỏa thì khắc kim thì bản mệnh bị đốt rồi, là mệt rồi ha. Ngọ với Sửu là nhóm tương hại, Sửu với Ngọ là tương hại, người ta gọi là lục xung á. Ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, không đến lục xung, nó tương hại thôi. Tương hại là cái này cản trở cái kia, mà Ngọ thì nó sẽ cản trở Sửu. Như vậy tháng 5 đúng không, hỏa đốt kim là một cái là bản mệnh không tốt rồi, sức khỏe đã có vấn đề. Mậu ất thì tương khắc mậu khắc ất khắc mậu về mặt nạp âm ngũ hành, còn cái về tử vi thì tự chủ cân bằng. Nhưng rồi Sửu Ngọ là thuộc nhóm tương hại, rõ ràng đây là một tháng có khá nhiều bất trắc, cần các nàng phải đề phòng nếu như không muốn mà gia đạo xảy ra chuyện, công việc gặp chút chắc rối ha, bổn mạng thì dễ rất là nguy nan, dễ bệnh hoạn. Tháng này nếu như đúng là tháng mưa, bắt đầu tháng mưa nữa ha, sẽ đem đến cho các nàng sụt sịt ha, nếu như mà các nàng không biết giữ gìn sức khỏe. Rồi đến tháng 6, tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa. Tháng này là tháng đặc biệt cẩn thận, như ở trên đã nói cho các nàng nghe. Thì tháng này là bắt đầu từ khoảng từ ngày 18 tháng 7 năm 2018 dương lịch. Thì tại sao mà nói anh phải nói cẩn thận ở tháng này? Thì anh phân tích tháng này cho các em nghe là như vậy. Mệnh là hỏa nó khắc kim, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng xấu, cần cẩn trọng. Thiên can ất, đúng không? Khắc Kỷ là thiên can chữ ất của các nàng, ất Sửu của nàng khắc chữ Kỷ Mùi, chữ Kỷ của Kỷ Mùi, thiên can lại tương khắc tháng nữa, công việc sẽ đem lại rối rắm nhiều. Rồi á, Mùi với Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, Sửu Mùi lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau. Như vậy có ba cái để xét về cái việc tử vi của tháng đó có tốt với tuổi của mình hay không, thì cả ba cái đều tương khắc. Mệnh hỏa khắc kim là đã đốt chúng ta rất là nhiều thứ rồi. Thiên can ất khắc Kỷ
là công việc sẽ xảy ra rối rắm này kia. Mùi với Sửu thuộc nhóm lục xung, mà lục xung thì nó sẽ xung nhiều thứ, từ gia đạo, công việc cho đến mọi thứ. Như vậy thì hỏi sao mà chúng ta không xấu ở trong tháng này à, mà các nàng đã biết rồi, anh đã cảnh báo từ trên, thì hỏa năm nay sẽ vượng rồi á, là à, bản thân cái thái dương nó lại hỏa vượng nữa, nó lại đốt tất cả mọi cái kim ở trong này. Cho nên là các nàng thì anh sẽ tránh xa cái tháng này ra, an phận thủ thường của tháng này thôi chưa đủ, thậm chí anh nhịn nhục luôn, chứ nếu không là sẽ gây rắc rối cho bản thân mình rất là nhiều điều. À, hy vọng rằng á, là các nàng biết chế hóa bản thân mình, biết thế nào vừa, cái nào đủ để mà cố gắng vượt qua cái tháng 6, một cái tháng cực kỳ khó khăn đối với tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 của các nàng. Thì trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất đối với tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 của các nàng. Hy vọng rằng anh đã đưa được những cái thông tin mà các nàng cần thiết để có thể ứng dụng vào cái năm này, mà biết cương nhu trong tháng nào và tháng nào nên làm gì để có được tài lộc, có được tiền tài và có được cái sự ổn định mà các nàng mong muốn. Nếu như các nàng xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Sửu của các nàng được xem. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm kênh đăng ký kênh ở bên dưới để mà đón chờ tử vi cũng có thể là của tuổi của các bạn, các anh, các chị hoặc là người thân. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.